chuyện gì khó đã có má tôi lo ơi. Chuyện gì to má phá cho nhỏ nhỏ xí xíu à. Chuyện gì nhỏ thôi má bỏ qua. Chuyện người ta kêu má người ta qua. Má là phụ nữ chứ má chẳng phụ ai. Má mà số 2 thì chẳng ai số 1. Má tôi number 1. Má là trụ cột, má là nóc nhà, má là siêu nhân, má là má của tôi. Má lo, chuyện gì không có má lo. Má lo, chuyện gì không có má lo. Biết bao đắng đo, bồn bề cuộc sống trăm mối lo. Nếu quá khó khăn, thì về giúp má cho bất căng. Má của tôi là bà tiên yêu dấu quá. Má của tôi trông tay như có phép màu. Chẳng quan tâm chuyện nhỏ hay to, vì bên con có má đây rồi. Có má rồi. Má lo, chuyện gì khó có má lo. Má lo. Má lo, chuyện gì khó có má lo. Biết bao đắng đo, bồn bề cuộc sống trăm mối lo. Nếu quá khó khăn, thì về giúp má cho bất căng. Má của tôi là bà tiên yêu dấu quá. Được à. Má của tôi trong tay như có phép màu. Giữ thần ngon. Chẳng quan tâm chuyện nhỏ hay to, vì bên con có má đây rồi. Dù con vấp ngã, má đỡ con lên. Dù con sai đường, má vẫn bên con. Giấy kìa sao không xài? Giấy không có sạch bằng đũa. Cảm ơn nha. Cảm ơn gì mà cảm ơn. Tôi không nói nhiều nha. Ông kêu người nhà đem tiền tới nha. Tôi không có mượn coi bói đâu. Cái này không phải là tôi ăn, mà là cậu ăn. Tôi không giỡn với ông đâu. Có chuyện gì vậy thím sao? Trời ơi chị coi á. Cha nội này nè, ăn dĩa bánh bèo, nói quên bóp ở nhà. Bây giờ nó coi bói trừ nợ, chịu nổi không? Trời ơi xin lỗi nha, tôi bán mấy chục năm nay rồi, không bao giờ tôi gặp cái trường hợp hy hữu với ông vậy. Mấy chục năm nay rồi không thấy, bây giờ thử đi. Với lại cái dĩa bánh bèo đâu có nhiêu tiền. Thím coi thử coi sao. Thôi chị ơi, chị người ngoài chị nói hay lắm. Giờ thử chị bán hủ tiếu cho ông ăn, cái ông đòi coi bói trừ, chị chịu không? Sao không chịu? Chú qua tôi đi, tôi đãi chú một tô hủ tiếu. Đó, thấy chưa? Cái này là cậu ăn mà. Chú cũng lạ ha. Người ta coi bói là coi bằng bài, coi tướng, coi tai. Còn này á, chú ăn đồ ăn mà bói. Nghĩ cũng lạ. Tại bà không biết, điển của cậu là đồ ăn. Từ đồ ăn mình suy ra tính cách con người. Nước lèo của bà nấu ngọt, thanh. Hủ tiếu trụng không dai cũng không mềm. Chứng tỏ con người của bà rất là trong sáng. Người của bà tuy là cái miệng rất là la quang quảng, nhưng trong lòng của bà luôn lo lắng cho mọi người. Có đúng gì không? Đúng cái gì trời ơi, chưa từng thấy luôn. Coi bói mà coi nước lèo, coi hủ tiếu. Nè, ngồi coi tới cục giò, coi ớt, coi hành luôn cho coi. Thôi. Ủa, người ta đang coi tôi mà, thím đâu có tin đâu mà thím qua đây. Thì sao tin được? Hủ tiếu của chị là ngon nhất cái khu này luôn, ai cũng biết. Đâu cần ông khen đâu. Ông khen bằng thừa ông ơi. Thôi nín. Bà không tin đúng không? Nè tôi nói nè, sắp tới bà sẽ có món quà bất ngờ. Có quà luôn nha, sướng sướng nha. Ngon nha. Nếu có quà thì chỉ có thằng Dũng nhà tôi thôi, chứ còn con bội mà nói về quà thôi cả đời cũng không có. Bà đó không phải là người thường đâu. Vậy chứ tôi là gì? Bà đây á là nữ tướng trên trời bị đài xuống đây đó. Hiểu luôn, ý là nói là bả là thiên lôi đúng không? Thím này, để yên cho ta nói nè. Tôi là thiên lôi hả? Đúng vậy không? Không, bà là nữ tướng. Bà xuống đây để cai quản một vùng. Tất cả mọi người bà đều chăm lo hết, đều lo việc của người ta hết. Có đúng vậy không? Ý là ông nói bà lo chuyện bao đồng đó. Ai cũng đúng á. Thím này cũng được đó. Thôi nín đi, để cho người ta nói coi rồi nói, chú nói tiếp đi, tôi làm sao nữa nè. Thôi, được rồi. Chị coi như đây đủ rồi. Nghe, chú, giờ chú coi cho tôi đi. Hồi nãy nữ nói không cần coi mà.
Nhưng mà chú ăn bánh bèo chưa trả tiền, chú còn nợ tôi dĩa bánh bèo đó. Cái đó là cậu ăn chứ tôi không có ăn. À, vậy cậu coi đi cậu. Cậu không coi chỉ tay. Chứ cậu gì? Cậu cũng không coi dáng. Mà cậu có bằng đồ ăn. À, nhưng mà đừng nói ăn dĩa nữa nghe trời. Cậu ăn nhưng mà vẫn cậu vẫn nhớ. Cái gì hả vậy hả? Coi coi. Sao? Bánh bèo của bà đổ rất là ngon. Bánh bèo của bà rất là được. Nước mắm ngon không? Ngon. Xuất sắc. Đúng. Ai cũng khen hết. Như vậy chứng tỏ cái dĩa bánh bèo thể hiện con người của bà là khẩu Phật tâm xà. Đúng. Cái này là đúng rồi đó. Cái câu này chú nói đúng nhất á. Ý là nói trong lòng của thím ác. Ác đâu mà ác. Thôi, cậu nói như vậy thôi. Chứ cậu biết trong lòng của bà có một bí mật mà không thể nào nói với ai. Ủa mắc cười không, bí mật ai cũng có. Nhưng tự nhiên bí mật giờ bật mí làm gì, đúng không? Cái bí mật này nó không có tầm thường đâu. Và đặc biệt, lúc nào trong lòng của bà cũng có một chuyện lo lắng, đau đớn ngày đêm, đúng không? Ở chuyện gì? Không có chuyện gì hết á. Có. Bình thường, nói chung là tôi bình thường, không có cái gì mà lo lắng hết đâu người. Vậy à, thằng con trai của bà đó. Tôi có thằng con trai, có lúc, hiểu lắm. Lúc nào bà cũng lo cho nó, đúng không? Nó đó, cũng khổ sợ lắm. Khổ ngày, khổ đêm, lúc nào nó cũng lo lắng. Luôn luôn mong muốn có một ngày để mà trở về. Đúng rồi, trở về với cha mẹ. Nó ở xa lắm, nó ở bên kia đại dương lận. Đúng, ở xa lắm. Ngày đêm mong chờ để ở trỏng. Mong chờ để nó quậy về với cha mẹ đoàn tụ. Hay là nó rước tôi với ổng qua bển. Thôi ăn đi ha. Để nó nguội hết. Trời ơi, nở tè le tét lét rồi nè. Thôi được rồi. Coi được rồi. Cậu biết hết. Nhưng mà cậu không nói đâu. Không có nói tiếp đi. Bây giờ là giờ, chừng nào mà con bả về thăm? Rồi, từ từ xin nó về thôi, từ từ nó làm ăn. Đúng ở bên nước ngoài á, nó làm ăn khổ sở, cực khổ lắm. Sống ở xứ người mà tha phương cầu thực mà. Thôi, ăn đi thầy, ăn thầy. Cảm ơn nha, cảm ơn. Dĩa bánh bèo khỏi trả tiền. Vậy đi. Thôi được rồi, bà coi đi, tôi không coi nữa đâu. Trời ơi, thiệt tình, nói động tới con trai của bả rồi. Thôi, chú cũng ăn đi cho ngon miệng nha không? Rồi, cảm ơn nhiều. Công nhận mấy bà này dễ tin người ghê. Từ sáng tới giờ mới được nghỉ một chút. Bữa nay bán được không thím Sáu ơi? Dạ, cũng lai rai chị. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi thăm nhà của anh Dũng Ngọt ở đâu vậy cô? Con hỏi Dũng Ngọt có chuyện gì không? Dạ, con giao hàng đó cô. Ồ vậy hả? Dạ. Cô là má của anh Dũng Ngọt, đưa đây con nhận luôn giùm cho. À dạ, vậy để con gọi xác nhận với anh Dũng nha cô. Ừ. Thằng Dũng tặng quà cho chị hả? Chính ra là ông thầy bói em coi hay đó. Hay gì mà hay? Mới hôm qua này có quà liền luôn á. Quà cái gì? Trời ơi, nó xếp ba cái đồ làm bánh hàng ngày mà. Vậy hả? Ừ. Anh Dũng anh nói là cô nhận giùm á cô. Ừ. Cái gì trong này vậy con? Con thấy là ghi dài á cô. Đồ dài, đã nha. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn con nha. Trời ơi, đồ dài luôn kìa. Cái thằng bài đạt quà cáp gì không biết nữa. Cái miệng chửi mà con mắt tươi rói luôn á, cái mặt hớn hở luôn á. Thường ngày á, tôi ưa la nó đàn ông mà không có chí. Tối ngày cứ lúc thúc ở trong bếp á, rồi quán xuyến gia đình. Trời đất ơi, bữa nay mày đặt tặng đôi giày. Chính ra là nó cũng sống tình cảm chứ bộ. Đâu chị lấy ra coi coi. Ôi, trời đất ơi. Trời ơi, đẹp quá chị ơi, hợp với chị luôn á. Trời đất ơi, hợp đẹp cái gì quá. Mà hợp. Cái này là của con gái trẻ mang. Chứ còn trời nghĩ sao mà nó mua đôi giày như vậy cho bà tặng cho bà già của nó không biết nữa. Thiệt tình cái thằng này. Nhiều khi nó muốn chị trẻ mang vô thử coi. Trời ơi, cao cả tấc vậy nè. Mang vô cho loại bản họng hay là cái gì? Kỳ vậy, mang thử coi. Thằng này không hiểu ý gì trời. Thì bởi vậy. Mà nó tặng quà được là mừng rồi. Thế nên mà cũng mang thử vô cho coi chứ thử. Mà nếu Trời. Cái gì vậy nè? Trời ơi. Trời ơi, cái thằng này. Nó không biết cái số chân của má nó làm sao mà nó mua đôi giày gì mà dư cả khúc vậy mà sao má. Chắc nó muốn dành cho chị bất ngờ nên nó không có hỏi cái size dài của chị đó. Bất ngờ gì bất ngờ. Không vừa. Ba cái dấu giếm giếm như vậy nè. Bởi mới xảy ra sự cố nè. Cái thằng này thiệt tình chứ. Chị em cảm giác em mang dừa đó mấy cho em đi. Dừa cái gì? Con người ta tặng mà tự nhiên cho thím à. Trời ơi, mang không dừa cũng ráng nông nữa. Thì cũng ráng nông vô đi.
nông vô đi rồi cái mình chụp hình tiếp. Hả? Mở điện thoại lên chụp giùm cái coi. Trời đất ơi, tự nhiên người mang nó dài không vừa cũng chụp giùm cái gì không biết nữa. Trời ơi, con người ta tặng mà lâu lâu nó mới tặng lần trời. À hiểu luôn, tặng đặng đăng lên mạng rồi khoe là con tặng dài đúng không? Chứ sao? Trời ơi, chị cũng sống nè, ảo lắm. Nè mang đâu dài thôi nha. Đứng im chụp nè. Chị cha Sáu khép chân lại đứng giống như đi quýnh võ vậy. Khép chân lại. Té lòi bạn Hồng đó. Đó. Rồi, chụp nguyên người nha. Chụp nguyên người nha. Thôi bận đâu bà ba mà mang này kỳ lắm. Đẹp, tôi thấy đẹp. Đẹp phải không? Thấy đẹp. Cười nè. Thả tim. Thả cái gì nữa? Trần Dũng vô. Lẹ con. Vô chụp hình nhanh lên. Con nữa, từ đợi con. Vô nha, ba người nha. Lên đây. Đó, chụp hình đây nè. Hai mắt con trước nè. Đó. Rồi, vô luôn. Tạo kiểu. Cười lên. Mỉm chi nha. Chi, hai, ba. Đó. Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Quá đẹp. Đẹp lắm luôn á. Nè, trời ơi, cái cưng quá. Ủa? Đâu con cái hàng shipper gửi con đâu mà má? Wow. Đây nè. Ôi trời ơi. Ai khui ra rồi? Má mày chứ ai. Tèn ta tèn. Nhưng mà đôi giày này hơi chật nha. Trời ơi, đâu phải con mua cho má đâu. Ừ. Con mua cho vợ không mà. Tèn đó tèn. Đúng rồi đó má. Cái đôi giày này á là ảnh mua kỷ niệm lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Bữa đó đó ha, là con cứu ảnh khỏi tay bọn cướp, cho nên là đôi giày của con mới bị lọt xuống cống á má. Tôi quên nữa chứ. Người ta thường nói á, mẹ thì sinh con ra, mà người ở với con suốt đời á là vợ chứ không phải là mẹ. Tôi ngu sao mà tôi nghĩ người ta mua giày cho tôi vậy trời. Má ơi, má đừng giận con nha. Giày của má con đã đặt rồi. Thôi, tôi không có dám nhận đâu. Dạ, má ơi, nếu như mà má thích đôi giày này đó, má cứ mang đi. Tại vì cái này cao gót con không thích. Cái gì? Nói vậy mà nghe được đó hả? Cái đồ cô không thích, đồ cô tấn cho bà già này mang hay sao? Tôi không có mang đồ thừa của ai hết trơn á. Chị. Rồi. Ủa, mình nói gì sai sao ta? Im lặng. Cái thái độ này á là vừa giận vừa quê á. Bây giờ tụi bay có nói gì đi nữa cũng không được đâu. Để từ từ má bay nguôi giận rồi tính. Nghe. Trời ơi. Hôm nay nhà có ai đâu, có em, anh với má thôi mà có cần phải làm quá trời món gì không? Trời ơi em, bình thường á má cứ chê là anh keo hoài à. Nên là bây giờ má đang giận, anh phải tranh thủ anh nịnh má chứ. Không, đặc biệt là má thích mấy cái món ăn mà bày biện hoành tráng như vậy nè. Cho nên là anh nấu á, anh phải nấu gấp đôi. Ủa mà em có vô em mời má ăn chưa? Hả? Em có vô mời má rồi. Chắc là má đang ra đó. Anh đó nha, anh đúng là con trai ngoan hiền của má. Em mà là má là em thương anh nhất nhà. Thì đúng rồi, má cũng thương anh lắm chứ bộ. Nhưng mà tại vì á, má quá thương đi. Cho nên khi má giận á, má cũng quá giận nữa. Anh không biết làm cách nào để cho má hết giận anh nữa. Anh đừng có buồn nữa, thế nào má cũng sẽ hết giận anh thôi. Anh cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh và ủng hộ cho anh. Trời ơi, nói chuyện với vợ khách xấu à. Anh là chồng em mà. Má, ăn cơm má. Trong nhà thì có người lớn kẻ nhỏ. Dạ. Có muốn âu yếm hay thì tình tự gì á thì vô phòng. Chứ ở ngoài này người ta nhìn thấy nó bị hư hết á. Dạ. Hôm nay nhà mình chỉ có 3 người ăn cơm thôi má. Út bội đi dạy, Sĩ thì đi học thêm rồi má. Má ơi, hôm nay chồng con nấu nhiều món cho má lắm á. Thôi, tôi bị sượng đôi giày đó là cũng kỳ dữ lắm rồi. Bây giờ người ta nấu cho vợ người ta ăn. Chứ tôi dành nó tưởng đâu nấu cho mình ăn á, mặt sượng ngắt nữa, kỳ dữ lắm. Tôi cũng biết số phận của tôi rồi mà. Má ơi, cái chuyện đó cho con xin lỗi má đi.
Thật sự á là con có đặt giày con tặng cho má mà. Má đừng giận con nữa nha má. Má, anh Dũng nói chuyện với má đó má. Nhờ chuyển lời giùm, tôi không rảnh giận nha. Nhờ con hả? Ủa, cứ ngồi cái bên rồi má. Má, má nói là má không giận con, tại sao má không nói thẳng với con? Con ngồi trước mặt má mà, sao má phải nhờ Diệu chuyển lời? Nhờ chuyển lời giùm, tôi không thích nói. Má không thích nói. Con chuyển lời giùm rồi đó má. Nhờ chuyển lời giùm là đàn ông. Má sanh ra đó là nuôi nấng cực khổ. Cho tới lớn là chỉ biết vợ với con, mà không biết má nó là ai. Số phận của má nó là như vậy rồi, tôi đâu có dám đòi hỏi gì đâu. Má, tại sao má cứ áp đặt suy nghĩ của má lên con vậy? Cho dù con có thương má, mà má nói không là không hết à. Đó, con nghe chưa? Chồng con lúc nào á cũng giống như là một nạn nhân vậy đó. Còn má nè, má là người ác, là kẻ ác, vu oan giá họa cho nó. Ăn hết con rồi không ăn nữa. Má ơi, má. Thôi em ăn đi, anh cũng không ăn vô nữa. Ủa, ủa anh ơi, anh là sao ta? Trời ơi, tự nhiên ai cũng bỏ đi hết, còn mình tôi sao ăn hết mấy món này trời. Không hiểu nổi. Ăn món nào trước bây giờ? Anh Dũng nấu bún riêu ngon lắm, vô ăn đi má. Bữa nay tôi không thích ăn bún riêu, tôi muốn ăn bún nước lèo. Tôi ra ngoài tôi kiếm tôi ăn. Đỡ, 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 đỡ. Ủa, sao nay mặt không vui vậy? Để tôi, chuyện của tôi. Nữ, có gì? Chuyện vui nè. Gì? Nhìn em đi. Nhìn sao? Cái gì? Vụ gì nhìn? Nhìn cái mặt em đi. Sao? Thấy sao? Già hơn bữa trước. Trời ơi, chọc em hoài à. Nhìn kỹ cái da mặt em đó, chị thấy không? Không hề lội tàn nhang luôn. Tại hôm nay là con thấy Sáu quýnh phấn dày hơn đúng không? Đâu có. Con thấy dày cui luôn kìa. Không hề. Chỉ có đánh son thôi. Còn cái mặt là mặt mộc đó con. Mắt móc. Ừ, đây nè. Gì đó? Nhờ cái hộp kem xịn này đây. Hộp kem xịn đó. Của thằng con gửi ở nước ngoài về. Trời ơi, đánh lên cái nó da nó đẹp như da em bé vậy đó. Chị thấy nó có hiểu không? Câu này nghe quen lắm nè. Cả cái khu phố này ai không biết con của Thím là Hiếu Thảo. Ý Thím muốn nói là con tôi bất hiếu chứ gì? Ồ, chưa nói gì luôn á. Ủa sao lãng giang vậy trời? Mới sáng sớm mà tự nhiên bị chửi rồi. Trời ơi, chán xấu ghê luôn á. Sao vậy? Má đang giận anh Dũng mà bây giờ Sáu còn dặm mắm thêm muối vô, má giận má đi luôn rồi kìa. Trời ơi, nhỏ này nghĩ chan má bay à. Có nói gì đâu. Sáu nói thiệt chứ bộ cố tình chọc bả sao bả giận. Ủa, giận Dũng hả? Trời đất ơi, cái bà nội này giận dai dữ vậy. Khổ nổi bây giờ là anh Dũng cũng giận lại má con luôn. Rồi xong thêm thằng Lãng nữa. Bởi bây giờ hai người giận qua giận lại. Khổ tâm quá. Bên hiếu bên tình con biết liệu làm sao. Tội nghiệp quá. Có cách nào chỉ con đi. Cách gì, gia đạo con coi như là bất an rồi. Giờ sao trời, không lẽ để gì hoài. Yên tâm, Sáu có cách. Có không? Trời, trời ơi, bà đi giùm tôi một cái. Mệt quá trời ơi, con khổ ghê vậy đó. Trời đất ơi, tự nhiên kéo ra đây hả? Kéo cái gì? Đi ra để tập thể dục cho nó giãn gân, giãn cốt. Dạ rồi, ta nói xương khớp nó cứng ngắc á. Chị mà cứ ngồi y hoài đi. Nói thiệt với Thím nha. Một ngày tôi bưng bê gần cả trăm tô hủ tiếu, chạy tới chạy lui muốn rã hai cặp giò rồi còn tập thể dục cái nổi gì nữa. Nói chuyện như không. Chứ không gì. Mệt gần chết đi bộ. Ê. Ủa, chào má. Chào Sáu. Còn trùng hợp á, hai vợ chồng con đang đi tập thể dục. Vậy tập thể dục chung với dì với má luôn cho vui. Dạ được. Đi. Tôi không có rảnh, để tôi về. Bà này, bà kỳ quá. Mấy khi con cái nó tập thể dục chung với chị, tập với nó cho vui. Thôi má con không thích, thôi Sáu ơi, Sáu đừng ép.
Đúng rồi, đừng ép tôi. Tôi mà ở đây á, có người chướng tay gai mắt rồi đừng ép. Đó, cái chuyện gì má cũng đổ lỗi cho con hết. Tôi đâu có dám đổ lỗi cho ai đâu. Má còn nói gì sao á, con là một đứa con bất hiếu. Con nghe mà con không tin nổi luôn. Không nghe thì đừng có nghe. Nhưng mà tự hỏi lương tâm mình đi, có hiếu hay không biết liền hà. Chị Sáu, trời ơi cái thằng này, mày muốn tao không dám nói gì cho mày nghe luôn á. Dạ con chào cô. À, cậu đó hả? Coi bói trật lắp vậy nghĩ sao mà dám tới đây không sợ bị đòn hả? Hôm bữa con coi cô sao? Thì cậu coi tôi sắp có quà. Tôi nghĩ là thằng con tôi sẽ tặng tôi. Nó cũng tặng vậy. Nhưng mà quà đó không phải tặng cho tôi. Thì đúng là cô sẽ có quà. Nhưng mà chưa tặng bữa hổm thôi. Nhưng mà hôm nay là có quà nè. Cái gì? Đây, quà của con cô. Nhờ con đem tới nè. Cái này là tặng cho tôi đó hả? Đúng rồi. Ủa? Nói vậy cậu không phải là thầy bói hả? Trời ơi, con là thầy bói gì? Con là bạn của ông Dũng. Chú thầy bói, chú bạn Dũng hả? Hả? Cô hả? Cô mở quà của Dũng đi. Ôi, Dũng có quà nữa hả? Hồi hộp quá. Đã nha. Đó, cô thấy chưa? Trời ơi, đẹp nha, đẹp nha. Trời ơi, cái thằng bộ nó nhờ cậu đem tới hả? Dạ, Dũng với con là bạn bè với nhau. Con là chủ tiệm dài. Dũng á tới tiệm dài của con đặt dài cho cô, dặn con rất là kỹ càng, nói là dài của má tôi á là phải có miếng đệm êm nghe chưa. Má tôi á buôn bán suốt ngày đi phải đau chân lắm, mà không biết là sai của cô như thế nào. Con mới tới đây nè, con dạy cái bộ là thầy bói thôi cho vui thôi mà. Trời, con trời. Nhìn cái chân của cô à, cái ni dài vậy 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 con về con đóng. Con bận quá bởi vì con quên dao. Thằng này con dài của cô nè. Thằng Dũng nó có hiếu quá chừng hả? Ừ, thử đi coi. Thử coi. Đây, đây, thử nha, coi im nha. Có gì con về chỉnh sửa cho. Trời ơi, vừa y luôn á. Công nhận đóng dài hay thiệt. Đóng vừa y luôn á. Thử thử đi, đi vài bước đừng, con. Đừng, à. Thử coi chị, đứng lên đi, thử coi. Êm thiệt, êm thiệt quá. Êm thiệt hả? Ừ, sao? Nhưng mà cái thằng... Sao? Sao sao? Đặt dài cho má nó thì đặt cái gót bằng đi. Lớn tuổi rồi mà đặt nhọn chi vậy không biết nữa. Đi nhiều khi sợ té. Cô yên tâm đi, cái này là giày đặt riêng cho cô. Đặt có thêm 5 đôi, con đang làm ở nhà. Thấp gì cũng có, cao cao cũng có, nhiều lắm nhưng mà từ từ. Cái thằng làm bất ngờ thiệt chứ. À quên nữa, sẵn ngay dao dài, con trả luôn tiền hủ tiếu với tiền bánh bèo. Thôi, khỏi trời. Có đâu. Trời, cái dĩa bánh bèo có bao nhiêu tiền đâu. Hồi bữa chú coi bói cho tôi cũng vui mà. Cảm ơn nha. Ê. Hả? Mà chú coi cũng có lý lắm đó nha. Sao chú biết hay vậy? Dũng kể. Trời ơi, có tay trong hèn chi. Cái thằng nhiều chuyện thiệt nè. Được thôi, con về đi cô. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ, dạ. Trời ơi, má ơi, con đang lau nhà mà sao má đi dạy vô vậy? Trời ơi, má đi dạy mà con đi tới lui chứ con lau tới chịu luôn quá. Diệu ơi, Diệu! Dạ! Lên đây má biểu nè! Dạ, dạ! Nhìn coi, đôi giày của má đẹp không? Wow, đẹp xuất sắc luôn á má. Tuyệt vời. Có ông thợ làm dài, ông đến giao cho má. Ông nói là có một thằng con trai đặt cho má đôi giày đặc biệt để tặng má. Má cảm ơn con nghe. Đó, má thấy chưa? Con đã nói là con đã đặt con tặng giày cho má mà má không có tin thằng trai của má gì hết. Thì tại vì má hiểu lầm, cho nên má nói với con những lời không hay. Bây giờ má xin lỗi con được chưa? Dạ, thì con cũng biết là má giận má nói gì thôi. Chứ má cũng thương con mà. Chứ sao? Có một thằng con trai không thương sao được. Ảnh nói với con là ảnh thương má nhất, rồi mới tới con. Để chúc mừng má nhận được quà, và cũng để cảm ơn tấm lòng con trai của má. Bữa nay má đi chợ, má nấu một bữa thịnh soạn cả gia đình mình ăn, hiểu không?
Dạ chiều. Chiều. À, quá đã quá đã. Thì nữ cũng thấy đó, tôi cũng bận quá mà. Ủa, tôi có thấy ông bận gì đâu? Tôi kinh doanh á. Kinh doanh? Kinh doanh gì? Tôi mua ve chai. Không, tôi mua bán, mua đi bán lại ngọc trai. Ngọc trai hả? Cha, như vậy là doanh nhân thành đạt rồi nha. Ông nhỏ nhỏ à. Chẳng trước rồi nghe. Tôi có nói ai biết cái chỗ này là chỗ mua ve chai không? Dạ. Ngồi vô theo tôi, tôi. Tới giờ này chưa thấy tới nữa. Dạ chắc gần tới rồi bà. Tới đây. À. Nữ kiêu nam hả? Trời ơi. Tèn tèn tèn. Bất ngờ chưa? Gì vậy? Cầm đi. Nè,